Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đừng chờ đến lúc khác mới đào giếng. Ai bảo mình lúc chưa bệnh toàn làm việc hồ đồ, không biết lo gìn giữ thân. Bệnh hậu thủy chi thân thì khổ, tử hậu phương chi thác dụng tâm. Nghĩa là bệnh rồi mới biết thân này khổ, chết xong mới rõ lầm dụng tâm. Đây là bệnh thông thường của chúng sinh. Khi chưa bệnh thì thế gian này thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Đến khi bệnh không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân này mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ, nên nói, lâm nhai lạc mã thu cương vãng, thuyền đáo giang tâm bổ lậu trì. Nghĩa là, ngừa đến vực thẳm thâu cương thì quá trễ, thuyền tới giữa dòng, vá lỗ chậm lắm thay. Ai bảo lúc chưa bệnh, cứ làm việc hồ đồ, không biết lo gìn giữ thân mình. Bệnh khổ như vậy, huống chi chuyện lớn sinh tử. Tử hậu phương chi thác dụng tâm, chết rồi mới biết mình dùng tâm sai lầm. Bình thường mình không chịu kiểm điểm, đến khi xuống tới Diêm Vương mới biết rằng, lúc sinh tiền mình làm những chuyện không chính đáng, những chuyện sai lầm. Lúc sống thấy người niệm Phật thì mình phỉ báng, nói là họ mê tín, cười cho là họ ngu si. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, sự đau khổ trong núi kiếm vạc dầu như thế nào tự mình chiêu cảm lấy. Cho nên, ngựa khi đã tới bờ vực thẳm mới gò cương thì quá trễ, thuyền đến giữa dòng mới vá, chỗ thủng thì quá chậm. Cho nên, ai kêu mình không chịu chuẩn bị tương lai? Vì thế, Chu Tử nói rất hay, nghi vị vũ nhi chủ mâu, vật lâm khắc nhi quật tĩnh. Nghĩa là khi trời chưa mưa thì mình phải lo sắp đặt trước, thí dụ như sửa mái nhà. Khi chưa mưa xuống, mình phải mau mau chuẩn bị đối phó với những chuyện sẽ xảy ra lúc trời mưa. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì những cửa sổ làm bằng giấy, nên trước khi mưa, cửa sổ cần dán kín. Nếu cửa không dán kỹ, trời mưa sẽ ướt đồ vật bên trong. Đợi mưa mới đi dán cửa sổ thì đã quá muộn, đừng chờ tới lúc khác rồi mới đào giếng. Như những người ở nơi xa xăm không có ống nước dẫn nước lại, họ phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề cung cấp nước. Không phải chờ đến lúc khác rồi mới đi đào giếng, như vậy thì quá trễ. Mình học Phật cũng vậy, phải hiểu rằng mọi sự vô thường, không ai thoát được cái chết. Tại sao mình không lo chuyện hạ thủ công phu để giải quyết cái chết? Cho nên, nhược yếu nhân bất tử, tiên hạ tử công phu. Nghĩa là, mình nếu muốn không chết thì phải tu hết mình. Tử công phu, tức là tu hết mình, có nghĩa là giống như ngày hôm nay mình đả thất, niệm danh hiệu Bồ Tát. Đả thất, thứ nhất là cầu thế giới hòa bình, thứ hai là vì chuyện về sau của chính bản thân mình. Cũng giống như chưa mưa mà mình đã chuẩn bị trước. Mình đã thất thì năm nào cũng phải tham gia, không thể gián đoạn. Như vậy mới có thể kết được đại nhân duyên với A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình cần phải niệm Đức A-di-đà Phật tới độ là coi Ngài như sư phụ của mình, xem Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát như là người bạn của mình. Nếu như được làm đệ tử của Phật, làm bạn của Bồ Tát, trải qua nhiều năm tháng, tự nhiên mình cũng sẽ trở thành bạn thân của các vị đó. Như vậy thì chư Phật Bồ Tát sẽ tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc vào phút cuối cùng. Quý vị đừng nên hồ nghi, bởi vì tu đạo chi nhân tâm mạc nghi, nghi tâm nhất khởi tiền đồ nghe. Nghĩa là, lòng người tu đạo chớ ngờ nghi, nghi ngờ nổi dậy liền mờ mê. Nghĩa là người tu đạo chớ có tâm nghi ngờ, khi lòng nghi nổi dậy thì đi vào sự mê mờ. Chúng ta nên nghe lời của thiện tri thức, không nên có lòng nghi ngờ. Thí dụ như thiện tri thức nói tu hành cần phải có khổ công thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để, nhất định sẽ được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên, do đó mình phải thường nghe lời chỉ dạy của bậc thiện tri thức. Nếu vị đó dạy mình niệm Phật thì mình nhất định phải theo lời mà niệm Phật. Nếu vị ấy dạy mình đừng buông lung thì mình không được buông lung, đó là yếu quyết của việc tu đạo vậy. Như đã nói trên, bệnh rồi mới biết thân này khổ. Bởi vì con người mà không trải qua một cơn bệnh khổ thì không chịu phát tâm tu hành đâu, do vậy kẻ chưa bệnh thì không hiểu sự thống khổ. Lại có câu rằng, phú quý tu đạo nan,
nghĩa là người đầu tu đạo rất khó, bởi vì việc gì cũng như ý cả thì làm sao họ nghĩ đến chuyện tu, do đó nghèo với bệnh là thứ trợ duyên cho việc tu đạo. Bệnh đến thì mình đừng âu lo, nghèo khốn cũng chớ u sầu. Có bài kệ như sau: ngã kiến tha nhân tử, tử tâm nhiệt như hỏa, bất thị nhiệt tha nhân, tiệm tiệm luôn đáo ngã. Nghĩa là ta thấy người ấy chết, lòng ta nóng như lửa, chẳng phải nóng cho người mà từ từ lửa tới ta. Nghèo khốn hay bệnh hoạn hẳn nhiên giúp mình trưởng dưỡng tâm tu đạo, cũng như khi thấy người khác nghèo khốn, bệnh khổ, già chết, mình cũng phải phát tâm như thế. Đời người giống như trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, nghĩa là sông trường giang sóng sau đẩy sóng trước. Nếu mình kịp thời phát nguyện vãng sinh, lúc gần chết mình sẽ có sự chuẩn bị. Không làm như vậy, lúc ấy mình sẽ hoảng sợ không biết cách đối phó. Giống như đất nước nó không trải qua một cơn biến loạn thì nhân dân chỉ thích sống trong cảnh sung sướng an lạc, không màng đến chuyện bảo vệ đất nước. Hiện tại Phật giáo cũng như vậy, người ta không nghĩ cách để phục hưng Phật giáo nên Phật giáo đi vào tình trạng ủy mị. Vì vậy mình phải đề xướng Phật giáo, trách nhiệm không phải chỉ ở tỳ kheo, tỳ kheo ni mà ở tại mỗi tín đồ Phật giáo. Nếu như mỗi người chúng ta đều tự nhận trách nhiệm thì lo gì Phật giáo không phát triển. Hiện tại có những tín đồ Phật giáo cho rằng đạo Phật không bằng những ngoại đạo thời nay. Chẳng những họ không dám nhận mình là tín đồ Phật giáo, mà còn a dua với kẻ khác chê bai Phật giáo là mê tín. Quý vị thấy như vậy có phải là đáng thương lắm không? Giống như ở Cửu Long, nơi đạo Phong Sơn, có một đoàn thể người ngoại đạo chuyên thu nạp những tỳ kheo ni trong Phật giáo, tới đó để trải qua một phiên cải tạo làm cho họ mất đi gốc gác, rồi trở ra phỉ báng Phật giáo. Do đó, chân chính tin Phật thì dù chết cũng không thay đổi, luôn luôn đề cao chí khí của mình, không vì kẻ khác chê cười, không vì lợi ích mà thay đổi ý chí của mình. Nếu như mọi người không quên mình là tín đồ Phật giáo, thì Phật giáo chắc chắn sẽ phục hưng. Tuy những thứ ngoại đạo hiện đang hưng thịnh, nhưng chỉ nhất thời mà thôi, bởi vì thiên đạo thì tuần hoàn, Phật tới cùng cực thì sẽ quay ngược lại. Quý vị đừng để cái vẻ bên ngoài của chúng làm dao động tâm trí mình, chân lý thì bất diệt. Sự phục hưng của Phật giáo thì hoàn toàn dựa vào nỗ lực của đại chúng. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 6 năm 1958. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.